Theo thống kê tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận vài chục bệnh nhân viêm da tiếp xúc kích ứng do kiến ba khoang. Các tổn yêu quý này tuổi đầu rất nhỏ tuổi, tuy nhiên nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể nặng trĩu hơn rất nhiều. Bác sĩ Quách Thị Hà Giang, Phó trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Da Liễu Trung ương cho biết, thông tầm thường nếu bị dính ít nọc độc của kiến ba khoang thì tổn yêu quý khu trú ít hơn và tầm thường ổn định trong vòng 5-7 ngày. Nhưng nếu điều trị không đúng, bôi sai thuốc, tự ý đắp lá thì tổn yêu quý có thể bội nhiễm, nhiễm trùng, lói, tăng sắc tố sau viêm thời gian dài. Tổn yêu quý lan bát ngát thanh lịch địa điểm khác ngoài địa điểm tiếp xúc thủy đầu thì bệnh nhân có thể tổn yêu quý dùng da khác như mắt sinh dục ảnh hưởng sức khỏe bệnh nhân. Bác sĩ Quách Thị Hà Giang. Phân biệt viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang gây ra với bệnh zona. Cũng theo chuyên gia da liễu Quách Thị Hà Giang, thực chất, kiến ba khoang không đốt người, nếu người dân vô tình vết kiến trên cơ thể thì chất độc có trong kiến sẽ khiến da bị tổn yêu quý. Khi dính phải độc tố trong kiến ba khoang, da của chúng ta tầm thường có các bộc lộ như phồng rộp thành vệt dài, đám nhỏ tuổi, mụn nhỏ tuổi li ti, có bọng nước, khi dở có thể gây lói, mương mủ, cảm giác đau rát như bị bỏng, bệnh nhân có thể bị sốt, nổi hạt ở vùng lân cận. Chính vì vậy nhiều người tầm thường nhầm lẫn với bệnh zona thần hoảng sợ và tự ý mua thuốc điều trị khiến tổn yêu quý nghiêm trọng hơn. Để phân biệt tổn yêu quý do kiến ba khoang gây ra với bệnh zona, bác sĩ Giang chỉ rõ, với zona thì mụn nước mọc thành chùm, khu trú, còn viêm da tiếp xúc do kiến khoang tầm thường bệnh nhân thấy nóng rát trước sau đó thì hiện ra rát đỏ, tổn yêu quý đi theo thành từng vệt. Khi bệnh nhân gãi trà sát thì lan thanh lịch các địa điểm khác, chủ yếu hèn là cảm giác nóng rát hơn là cảm giác đau nhức của zona. Những điều tuyệt đối không nên làm sau khi dính độc tố kiến ba khoang. Theo các chuyên gia, trong cơ thể kiến ba khoang có chứa độc tố bederin, độc tính mạnh gấp gáp 12-15 lần nọc của rắn hổ. Tuy nhiên, theo các bác sĩ nếu chúng ta biết xử lý đúng cách thì ngay cả khi đã bị dính độc tố kiến ba khoang cũng không quá nguy hiểm. Chính những sai trái hoặc xử lý lừa đừ đã khiến cho độc tố lan bát ngát và gây nên những thành tựu nghiêm trọng. Thí sinh Bác sĩ Vũ Thái Hà, trưởng khoa nghiên cứu giúp và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da Liễu Trung ương tư vấn, khi phát hiện ra kiến ba khoang, người dân không nên dùng tay bắt trực tiếp, tốt nhất nên đeo găng tay, tuyệt đối không chà sát để tránh làm nọc độc lan bát ngát. Không tự ý điều trị làm chất độc lan bát ngát, không đắp bài thuốc dân gian khiến thời gian phục hồi lâu hơn. Nếu bị dính độc tố, cần gấp rút rửa tinh khiết bằng xà bông, nếu có cồn có thể rửa tinh khiết và sát trùng bằng cồn. Rửa càng tinh khiết sẽ càng hạn chế được tác hại của độc tố kiến ba khoang. Sau khi sơ cứu giúp người dân nên đến cơ sở y tế để được để mắt đúng cách, thông tầm thường vết yêu quý do kiến ba khoang sẽ ổn định từ 5-7 ngày. Theo các bác sĩ, về cơ bản, nếu xử lý đúng cách, vết yêu quý do kiến ba khoang rất nhanh phục hồi. Để hạn chế tổn yêu quý da do côn trùng này gây nên thì có thể xử lý ngay tại chỗ, dùng nước muối sinh lý rửa vết yêu quý hoặc để địa điểm da có tiếp xúc với côn trùng dưới vòi nước để dứt bỏ bớt độc chất tiếp xúc với da đi. Thời gian để tổn yêu quý da dưới vòi nước khoảng 5-10 phút. Thí sinh Bác sĩ Vũ Thái Hà. Cách phòng tránh kiến ba khoang. Theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, đề phòng côn trùng bay vào nhà bằng cách hạn chế mở cửa, nên buông rèm cửa hoặc làm lưới ngăn côn trùng ở khu vực cửa, lỗ thông khí, nhất là nơi ở gần cây cối, cánh đồng. Khi thắp đèn, ngủ trong màn, tránh đứng dưới bóng đèn sáng sủa nơi công cộng, xem xét khi làm việc dưới ánh đèn vì kiến ba khoang rất lôi cuốn hiện ra ở nơi có đèn sáng sủa. Nếu có thể thì bật đèn ban công, hành lang để lôi cuốn kiến ba khoang ra ngoài nhà và diệt. Vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, cây cỏ, giữ mạnh khăn mặt, trang phục trước khi dùng. Khi đi làm việc trên đồng ruộng, nhất là vào mùa mưa bão, cần dùng phương tiện bảo hộ công trạng như trang phục dài tay, đội mũ nón, khẩu trang, đeo ủng. Có thể xử lý diệt kiến bằng phun Dentamerin, Alpha Cyhalurin và Bemerin ở những địa điểm mà kiến hay tập trung gần người. Kiến ba khoang tái xuất, bác sĩ khuyên không nên chà xát, vết kiến.